Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 7 giờ rưỡi tối tại Cali. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi và hôm nay đó là ngày đầu tiên chứng khoán mở cửa cho tuần này các bạn và cũng là cái ngày thứ ba chúng ta có giao dịch Bitcoin Spot ETF trên sàn chứng khoán. Chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là cái volume như thế nào các bạn và dòng tiền ra sao hiện tại. Có rất nhiều cái sự lo lắng liên quan tới là có phải có nhiều Bitcoin được bán bởi Grayscale hay là không tại vì chúng ta có những cái tin tức hồi sáng này liên quan đến 9.000 Bitcoin được gửi từ Grayscale đến cho sàn Coinbase Prime các bạn thì nhiều người lo lắng là cái số này có phải dùng để mà đâm lên trên thị trường hay là không. Cái ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là giá cũng ở mức là khoảng 43.000 đô các bạn. Nói chung đó là cũng đã ổn định sau khi mà chúng ta có một cái đợt điều chỉnh. Lúc đó là chúng ta nhìn thấy được là giá đó đã đi xuống vào cái thời điểm ngày thứ sáu tuần vừa rồi. Khoảng chừng mức là 46.000 đô. Rồi sau đó xuống tới cái mức thấp đó chính là khoảng 41.500 đô. Rồi sau đó ổn định ở mức là khoảng 42.000 đô trong cuối tuần qua các bạn. Hôm nay đó thì chúng ta có một cái sự hồi phục nhẹ một chút, chúng ta ở mức là khoảng 43.000 đô cả ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào vốn hóa của cả thị trường đó thì vẫn ok các bạn, chúng ta nhìn thấy được là không tiếp tục xuống nữa và chúng ta cũng đã thấy được cũng có cái sự hồi phục nhẹ ở mức là 1,7 nghìn tỷ các bạn gần 1,8 nghìn tỷ và chúng ta nhìn vào những on trong vòng 24 giờ qua đó ở trên Crypto Bubble chúng ta cũng có nhiều on, vẫn có cái sự hồi phục nhiều ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào tình hình của Bitcoin Spot ETF chúng ta cũng sẽ có những thông tin liên quan đến Thái Lan, chúng ta cũng có những thông tin liên quan tới SEC, liên quan đến Bộ Tài chính Hoa Kỳ các bạn. Tại vì chúng ta cũng đã biết là có một cái luật của Hoa Kỳ bây giờ nói là bất cứ ai nhận được hơn 10.000 đô crypto thì phải báo cáo với lại sở thuế IRS nhưng mà cái này bây giờ đã bị trì hoãn rồi tôi sẽ chia sẻ thêm một chút xíu thông tin với các bạn và nhiều tin tức thú vị khác trong cái video này và chúng ta cũng có một cái xác nhận một lần nữa chúng ta thấy được là Cantor Fitzgerald đã xác nhận là họ đã thấy cái số tiền dự trữ của Tether. Có nghĩa là họ nói là nếu chúng ta lo lắng về đồng Tether có phải là có cái số lượng tiền đảm bảo hay là tài sản đảm bảo lên tới mức là 95 tỷ hay không thì Cantor Fitzgerald nói là có và họ có thể xác nhận điều này. Thôi như chia sẻ thêm về vấn đề này một lát nữa với các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát liên quan đến tình hình của Bitcoin Spot ETF. Bây giờ đó giá cả trong vòng mấy ngày qua lên xuống trên thị trường sau khi mà Bitcoin Spot ETF được chấp thuận đó, thì cái đó có nhiều yếu tố như chúng ta đã nói đến rồi. Chúng ta có những yếu tố liên quan đến thợ đào bán, chúng ta có những yếu tố liên quan tới một số những cái hodler họ muốn chút lời. Nhưng mà quan trọng hơn đó là chúng ta muốn xem coi là cái volume giao dịch và cái dòng tiền của Bitcoin Smart ETF ra sao tại vì nó có cái sự ảnh hưởng dài hạn các bạn. Đương nhiên họ sẽ cố gắng mua và bán trên những sàn OTC, những sàn dòng ngoài các bạn như mà đến một lúc nào đó họ cũng phải đi thu mua ở trên những sàn thông thường mà thôi tại vì những sàn otc đó không phải lúc nào cũng có nhiều bịt khô như vậy và thường chỉ chia sẻ với các bạn những cái thống kê mới nhất Chúng ta có thể nhìn thấy cái màn hình Đây là thống kê đến từ Bloomberg các bạn Và chúng ta nhìn thấy được là cái cột này Day 3 nghĩa là ngày thứ ba Thì cái volume các bạn chúng ta bây giờ chỉ biết cái khối lượng mà thôi Ngày mai chúng ta mới biết là dòng tiền như thế nào Tại vì cả hai đều quan trọng các bạn Khối lượng giao dịch cho chúng ta thấy được là cái tầm quan trọng của mức giá hiện bây giờ ra sao Và thứ nhì nữa đó chính là cái dòng tiền các bạn dòng tiền cho các bạn thấy được là tính ra và vào đó thì chúng ta có nhiều tiền hơn hay là ít tiền hơn trong thị trường Bitcoin Spot ETF và cái dòng tiền này nó sẽ càng ngày càng lớn hơn chúng ta có thể nhìn thấy được là cái volume thống kê ngày thứ ba đó chúng ta thấy là cũng cực lớn luôn nếu chúng ta không có tính GBTC thì chúng ta ở mức là 924 triệu ngày hôm nay các bạn Tính luôn GBTC đây chúng ta có tổng cộng là 1,9 tỷ đô la giao dịch ngày hôm nay Chúng ta hãy nhìn cái cột kế bên thì các bạn Total volume 3 days Nghĩa là đây là cái thống kê tổng giao dịch trong vòng 3 ngày qua 3 ngày mà giao dịch từ khi mà bắt đầu Thì chúng ta nhìn thấy được là tổng cái khối lượng giao dịch Nếu như mà không tính GBTC đây Chúng ta có thể nhìn thấy được là tới cái mức là 4 tỷ rưỡi và tổng cộng nếu tính luôn cái GBTC của Rayscale đó là 9 tỷ 7 các bạn Thì chúng ta nhìn thấy được là nếu như mà không tính Rayscale Chúng ta có nói là không tính Rayscale hoài Tại vì sao các bạn? Tại vì họ là một cái quỹ Rayscale Bitcoin Trust trước đây Rồi bây giờ mới chuyển thành cái quỹ Bitcoin Smart ETF nên, nên họ đã có sẵn nhiều Bitcoin trong đó Cho nên nhiều khi chúng ta không nhìn Rayscale nó, nó sẽ có con số nó chân thật hơn Nhưng mà cho dù như vậy đi nữa đó, chúng ta cũng thấy được là cái volume không hề nhỏ. Và chúng ta nhìn thấy được là phần lớn volume bây giờ là đang ở đâu các bạn? Đang ở iShare Bitcoin Trust. Và iShare là của ai các bạn? Của BlackRock. Có nghĩa là BlackRock đang nhanh chóng muốn khẳng định cái vị thế của mình trong thị trường Bitcoin Spot ETF. Đó chính là đứng đầu các bạn. Chính là vua trong thị trường này. Cái đó chính là đi là 1 tỷ 4 giao dịch trong vòng 3 ngày qua. Đó là cái thống kê của ngày thứ ba và trong vòng 3 ngày qua là như thế nào các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu như mà so sánh với lại thị trường ETF đó, thì cái kết quả này là tốt hay là xấu chúng ta cứ nói tới là hàng tỷ đô la như vậy thì hàng tỷ đô la giao dịch trong thị trường ETF là tốt hay xấu các bạn thì nó cực kỳ cực kỳ tốt để các bạn hiểu rõ hơn đó, thì Eric bautunus của Bloomberg đã nói là chúng ta cứ nghĩ đi đã có 500 quỹ 500 quỹ ETF được ra mắt vào năm ngoái các bạn năm 2023. Tính tới ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được là tất cả 500 quỹ đó có khối lượng giao dịch là 450 triệu đô la. Chúng ta chỉ tính riêng BlackRock ngày hôm nay mà thôi các bạn. BlackRock các bạn nhìn thấy được đây đã có cái khối lượng giao dịch là 371 triệu một mình BlackRock đã có 371 triệu Ở đây hôm để là 368 Tại vì lúc này chúng ta vẫn chưa kết thúc phiên giao dịch Sau khi kết thúc rồi đó thì con số nó đã được update Trở thành 371 triệu Chỉ tính riêng một quỹ của BlackRock thôi Thì con số đó nó đã coi như là rất gần Tổng cái số lượng giao dịch của 500 quỹ ETF được ra mắt năm vừa rồi Cho các bạn nhìn thấy được là cái sự hứng thú thị trường này đó Nó cao như thế nào các bạn và nếu như chúng ta nhìn vào cái cột liên quan tới tổng cái số volume đó mà chúng ta thấy được là ngày hôm nay thôi không tính chi đã mức là 924 triệu trong khi đây chỉ là ngày thứ ba giao dịch mà thôi và đối với những cái quỹ ETF đó, thường những ngày đầu tiên giao dịch đó, thì họ chỉ có mấy chục triệu mà thôi các bạn. Cái đó coi như là nhiều rồi. Tại vì để có nhiều người sử dụng và giao dịch quỹ ETF đó, đó, thì không hề dễ đâu. Chúng ta cần phải thuyết phục rất là nhiều người. Những người tư vấn tài chính những công ty họ phải có nhu cầu để mà tích lũy. Cho nên cần một thời gian dài có thể là nhiều tháng mới bắt đầu là có một số giao dịch gọi là đáng kể các bạn. Và thường đó họ giao dịch khoảng chừng là 40 mấy triệu một ngày mà thôi. Trong khi chúng ta nhìn thấy được là những quỹ ETF Bitcoin này giao dịch tới mấy trăm triệu một các bạn cho thấy được cái nhu cầu cao cỡ nào và vì lý do đó chúng ta nhìn thấy được là nhiều công ty họ đã không chờ đợi được các bạn chúng ta cũng đã nói tới một công ty tuần vừa rồi họ cũng đã đệ đơn để có những cái sản phẩm đòn bẩy dựa trên Bitcoin Spot ETF ngày hôm nay đó thì ProShare cũng vừa nộp đơn để có tổng cộng là 5 sản phẩm đòn bẩy các bạn thì để các bạn nhìn thấy rõ hơn đó họ muốn có những sản phẩm đòn bẩy liên quan tới Bitcoin giống như là chúng ta có Bitcoin là 1.5x 2x có nghĩa là nếu Bitcoin di chuyển thì những cái sản phẩm này sẽ di chuyển gấp đôi hay là gấp 1.5 các bạn và nó đi cả hai chiều luôn nghĩa là vừa long và short có nghĩa là các bạn có thể mua một cái quỹ gọi là inverse ETF thì nếu như mà giá lên thì các bạn sẽ thấy được các bạn sẽ bị lỗ nhưng mà ngược lại khi mà giá xuống thì các bạn sẽ có lời giống như là các bạn nói tới là sử dụng long short trong thị trường futures cái này cũng tương tự như vậy và chúng ta cũng thấy được là không chỉ là ProShare chúng ta cũng có những công ty hiện bây giờ đó thì họ cũng để đơn để có thể là giao dịch những cái sản phẩm option dựa trên Bitcoin Spot ETF nghĩa là những cái quyền được mua và quyền được bán các bạn đây là một cái dấu hiệu cho các bạn thấy là cái sự ra mắt của Bitcoin Smart ETF đã thành công như thế nào. Nhưng mà đó là chúng ta đang nói tới là cái volume mà thôi. Nhưng mà chúng ta hay nói tới cái dòng tiền thì các bạn. Dòng tiền thì sao? Tại vì volume thì nó quan trọng. Tại vì nó cho chúng ta biết được là cái tầm quan trọng của một cuộc chiến như thế nào. Như thường đã từng chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thể nghĩ là hai bên đang đấu nhau. Và họ đấu nhau hàng ngày luôn các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng là cuộc chiến nào nó có trọng lượng hơn. Và cuộc chiến có trọng lượng hơn là cuộc chiến mà hai bên đem nhiều binh sĩ nhất ra trận đi mà chiến đấu với nhau thì chúng ta có thể nghĩ những binh sĩ đó giống như là volume dùng giao dịch các bạn cái khối lượng những ngày nào mà có nhiều khối lượng giao dịch tôi nghĩ là cái dùng giá đó nó quan trọng các bạn có nghĩa là giá lên hay xuống nó có cái trọng lượng cao hơn thì chúng ta thấy được là liên tục 3 ngày chúng ta có rất là nhiều volume dùng giao dịch nhưng mà đương nhiên chỉ mấy 3 ngày mà thôi giả sử như là chúng ta bắt đầu thấy ngày mai đây cái volume dùng giao dịch nó còn cao hơn nhiều nữa thì có thể nhìn lại những cái volume dùng giao dịch những ngày đầu tiên nó rất là thấp chúng ta đang tính là tương đối mà thôi các bạn nhưng mà ngược lại ngày mai chúng ta cũng có thể có volume gì là thấp hơn chúng ta chỉ biết tới ngày hôm nay vẫn có rất nhiều cái sự hứng thú các bạn nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được một điều khi mà chúng ta nhìn vào những cái thống kê này đó, thì chúng ta nhìn thấy chỉ tính ngày hôm nay thôi đã có tổng cộng là hơn 1 tỷ đô la giao dịch của Trayscale Bitcoin ETF các bạn GBTC và chúng ta cũng đã biết là đây là một cái quỹ mà họ có sẵn nhiều bịch không trong đó tại vì họ chuyển đổi thành một cái quỹ etf từ quỹ trust thì có rất nhiều người có thể là chờ đợi cái thời điểm này để có thể là họ bán cổ phiếu của họ một cách dễ dàng và lấy tiền đi. Không phải ai cũng sẽ như vậy nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cái volume trong vòng mấy ngày qua đó thì cũng một phần lớn nằm ở GBTC. Hôm nay cũng không khác biệt các bạn và nếu chúng ta nhìn bên dưới này đó ngay cả chúng ta cộng những cái quỹ còn lại như là chúng ta nói tới là BlackRock 371 triệu, chúng ta có Fidelity thì 320 triệu, chúng ta có Bitwise 52 triệu, chúng ta có Ark Invest 124 triệu. Cộng hết tất cả những cái này lại thì chúng ta cũng thấy là không bằng cái volume của GBTC. Đương nhiên không phải tất cả cái khối lượng giao dịch này nó đều là bán hết. đương nhiên có mua có bán nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ là có khả năng là có nhiều bán hơn là mua. Nếu chúng ta chỉ tính ngày hôm nay mà thôi đó thì khả năng ngày mai khi mà thống cái dòng tiền chúng ta có thể thấy được là có nhiều Bitcoin rời khỏi hơn nền nạp vào những quỹ này chỉ vì chúng ta có nhiều cái giao dịch đến từ GBTC. Nhưng mà đây cũng là ngắn hạn mà thôi các bạn. Đến một lúc nào đó, những người mà họ cần rời khỏi GBTC, họ cũng sẽ rời khỏi. Và chúng ta cũng thấy những cái thông tin như là hồi sáng này đã, đã có cái thông tin liên quan đến gần 9.000 Bitcoin các bạn đã được gửi lên trên sàn Coinbase Prime đến từ GBTC. Thì nó đáng giá đâu đó khoảng chừng là 380 triệu đô la. Làm cho nhiều người rất lo lắng. Tại vì có phải cái số lượng tiền này đem lên sàn này mà bán hay là không thì chúng ta cũng nên hiểu như thế này khi mà những công ty này đó họ bán thì họ cũng sẽ bán thông qua OTC các bạn không có lý do gì mà họ bán trên sàn bình thường hết và họ mua cũng sẽ như vậy tại vì họ sẽ cố gắng làm sao để mà không ảnh hưởng đến giá khi mà họ bán số lượng lớn đó thì càng bán giá sẽ càng xuống các bạn không có tốt cho họ và ngược lại khi mà mua nếu như mà mua trên sàn bình thường thì càng mua giá sẽ càng lên cũng không tốt cho họ cho nên khả năng đó là chúng ta thấy là có những cái công ty như là scale họ sẽ bán ở trên những cái sàn OTC rồi sau đó chúng ta đã thấy những công ty còn lại họ lại sẽ mua từ những sàn OTC và Coinbase là một trong những sàn OTC rất là lớn cho những cái tổ chức đầu tư các bạn thì cho đến khi nào chúng ta thấy là cái tốc độ bán của Rayscale giảm xuống thì chúng ta mới bắt đầu thấy là cái nhu cầu của những cái quỹ còn lại đó nó mới ngày càng rõ ràng hơn và chúng ta mới thấy được là cái số lượng ở trên sàn OTC có đủ để mà cung cấp những công ty này hay là không. Thuận thì vẫn nghĩ là lâu dài đó rất là khó để mà đủ các bạn, tại vì chúng ta thấy nếu như mà chúng ta chỉ nhìn vào cái số lượng mà họ tích lũy trong vòng mấy ngày qua đó thì không hề nhỏ. Chúng ta sẽ nói tới chi tiết một lát nữa, nhưng mà ngược lại bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại thấy có một lực mua nữa đó, các bạn, không những là những cái quỹ họ mua bán hàng ngày và chúng ta có nhiều dòng tiền đi vào. Chúng ta có GBTC thì có dòng tiền rời khỏi, nhưng mà ngược lại chúng ta đã thấy bắt đầu ngày mai đó thì lại có những cái quỹ như là Ark Invest, Ark Invest họ sẽ bán Bitcoin các bạn, Bitcoin là cái Bitcoin Futures ETF Đây là một cái quỹ dựa theo hợp đồng tương lai Futures mà thôi Nó đã có cũng một thời gian rồi các bạn Nhưng mà cái quỹ này không có Bitcoin thật sự Thì ARK Invest sẽ bán Beetle để mà mua Bitcoin ETF Thay thế vào đó Tôi nghĩ là ngày mai chúng ta lại thấy có thêm một lực mua nữa đến Chính là từ ARK Invest các bạn Họ sẽ thay đổi Futures thành spot ở trong những cái quỹ đầu tư của họ và chúng ta có thể nhìn cái thống kê này các bạn thống kê này đó là chúng ta tính đến ngày thứ sáu mà thôi tại vì ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có cái cập nhật ngày mai chúng ta mới biết nhưng mà tính tới thống kê mới nhất đó, thì các bạn nhìn thấy được là những công ty này họ đang lưu trữ bao nhiêu bitcoin chúng ta nhìn thấy được là blackrock lưu trữ bây giờ là 11.439 không biết là sau ngày hôm nay họ lưu trữ thêm bao nhiêu nhưng mà chúng ta thấy BlackRock đó đã thay đổi rất là nhanh chúng ta nhìn thấy được là từ ngày 10 tháng 1 bắt đầu giao dịch lúc đó BlackRock chỉ có 228 Bitcoin mà thôi. Sau đó chúng ta thấy được là từ 228 lên 2621 gần như là nhân 10 lần luôn. Rồi sau đó chúng ta thấy được là từ 2621 Bitcoin lên tới 11439. Chúng ta chỉ nói riêng về BlackRock mà thôi. Fidelity đứng hạng thứ nhì các bạn, lưu trữ tổng cộng là 9750 Bitcoin. Bitwise là đứng hạng thứ 3 chúng ta có 5.540, ARK Invest 2.535, chúng ta có VanEx 1.867 và vân vân bên dưới này. Chỉ có chúng ta thấy được là một công ty là Wisdom Tree, họ lưu trữ chỉ có 54 Bitcoin mà thôi nhưng mà cái volume của họ cũng rất là thấp. Nhưng mà nếu chúng ta tính những cái quỹ này không tính Rescale Bitcoin Trust, chúng ta có tổng cộng là 34.589 Bitcoin. Chỉ trong vòng 3 ngày thôi đã có 34.589 Bitcoin đang được lưu trữ bởi những công ty này các bạn, các bạn nhìn thấy được là cái tốc độ mà họ tích lũy nó, nó nhanh như thế nào Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng có một số lượng lớn Bitcoin là đang nắm ở TraceScale của bạn GBTC Có thể chúng ta nghe những cái thông tin là có nhiều người bán TraceScale thì cái đó cũng đúng các bạn Tại vì có một số người họ bán tại vì họ muốn thứ nhất là chốt lời Thứ hai nữa là có thể là họ bán để họ chuyển qua những cái quỹ Bitcoin Smart ETF khác có phí thấp hơn Tại vì các bạn nên nhớ là GBTC đã bán ở mức thấp một thời gian thì nhiều người mua lúc đó. Bây giờ họ đã có lời nhiều rồi thì hoàn toàn có thể là chút lời. Nhưng mà ngược lại cũng có một số người họ chuyển đổi. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là cái số lượng rời khỏi nó không có nhiều như là mọi người nghĩ. Giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là cái quỹ này đó lúc bắt đầu là họ có 619.220 Bitcoin. Tính cho đến ngày hôm nay đó chúng ta nhìn thấy được là ngày 11 tháng 1 họ có 617.079 Bitcoin. Thống kê cuối ngày thứ sáu cho thấy họ còn 605.891 Bitcoin, sự khác biệt khoảng chừng là 11.000 mấy Bitcoin các bạn không phải là nhiều lắm khi chúng ta nhìn thấy được là 11.000 mấy chia cho 605.000 Bitcoin thì cái số lượng Bitcoin rời khỏi chỉ có một chấm mấy phần trăm mà thôi không có ào ạt như là mọi người nói cho nên chúng ta nhìn thấy được là ngay cả ngày hôm nay đó cái con số là 9.000 Bitcoin nghe có vẻ là nhiều các bạn nhưng mà 9.000 Bitcoin chỉ ở mức là khoảng 380 triệu đô la mà thôi Nói thật cái con số này khi mà so sánh với lại cái voi dung mình của hàng ngày đó thì không phải là cao lắm Và chúng ta có thể nhìn thấy cái con số đó chỉ là một phần cực nhỏ trong cái số lượng mình còn họ vẫn đang nắm giữ mà thôi có nghĩa là Ray scale đó tới bây giờ họ vẫn đón đúng các bạn tuy cái quỹ của họ tính phí tới 1.5 phần trăm nhưng mà họ tin là nhiều người đang có lời hiện tại họ không muốn di chuyển tại vì di chuyển như là họ phải bán rồi mua một cái quỹ khác chỉ để tiết kiệm được một trăm mấy phần trăm phí mỗi một năm mà thôi. Trong khi mà làm như vậy họ có thể phải đóng thuế. Tại vì họ đang có lợi rất là nhiều. Và nhiều quỹ đầu tư đó họ đã có hợp đồng với Đài rồi. Và họ phải giữ một cái số lượng tiền ấn định ở Rayscale Cho nên họ cũng sẽ không có di chuyển. Cho dù là những cái quỹ khác có cái phí thấp hơn. Cho nên Rayscale đó tới bây giờ vẫn còn giữ được nhiều Bitcoin các bạn. Nói chung đó thì nếu như chúng ta nhìn vào cái tình hình này đó. Thì chúng ta vẫn thấy được là tốc độ của những Bitcoin rời khỏi Rayscale vẫn còn cao. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ có thể sớm thấy tốc độ này sẽ chậm lại các bạn. Tới một lúc nào đó những người mà họ cần phải rời khỏi GBDC họ sẽ rời khỏi GBDC mà thôi. Nhưng mà đây là những cái thống kê tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Nói chung đó là chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều những cái yếu tố cũng giống như là trên thị trường Bitcoin bình thường các bạn, trên thị trường Bitcoin spot ETF cũng rất nhiều yếu tố bây giờ có tiền ra tiền vào vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải chờ cho đến khoảng chừng thường nghĩ là vài tuần nữa thì mọi thứ nó mới lặng trở lại là chúng ta mới thấy rõ hơn. Nhưng mà ngay bây giờ thì tình hình của Bitcoin Spot ETF vẫn đang rất là tốt và giá cả thì vẫn đang giữ được ở mức là khoảng 42-43.000 đô ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cũng có một cập nhật các bạn, đây là cập nhật Bitcoin Heatmap mà nhiều bạn hỏi thuận. Thì đây là cái cập nhật mới nhất tính cho đến ngày hôm qua. Thì các bạn thấy được là bên tay trái đó chúng ta có những cái con số, những con số này. Một lần nữa như mà nào mà mới đến kênh đó, thì nó đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví giống như là chúng ta nhìn thấy là bên dưới này đó. Dưới một nghĩa là cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới một Bitcoin. Cái đó là cái nhóm địa chỉ ví có 1 tới 10 Bitcoin, rồi 10 tới 100, 100 tới 1 ngàn vân vân rồi tới hơn 10 ngàn Bitcoin. Và chúng ta thấy được là có nhiều màu sắc trên màn hình thì có thể nghĩ đơn giản là chúng ta nhìn bên dưới này ra những màu sắc này. Nếu như mà màu đỏ nghĩa là chúng ta có cái sự phân phối Bitcoin rời khỏi cái nhóm địa chỉ ví đó. Và chúng ta nhìn thấy được là màu xanh đậm nghĩa là đang tích lũy. Thì khi mà zoom ra các bạn thấy được là hiện bây giờ hầu như cái nhóm nào cũng đang phân phối hiện tại các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cái nhóm mà có nhiều Bitcoin nhất hơn 10 ngàn bịch khôi đó thì đã bắt đầu phân phối để hình dung ra các bạn thấy rõ hơn thì họ đã phân phối đâu đó là khoảng chừng giữa tháng 12 họ đã bắt đầu phân phối rồi các bạn rồi chúng ta nhìn thấy được là những cái nhóm còn lại thì vẫn tích lũy thời điểm đó mãi cho đến khoảng chừng là qua tháng 1 thì chúng ta mới thấy được là phần lớn những cái nhóm ta bắt đầu có sự phân phối. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là một điều thú vị là ngoại trừ cái nhóm mà có nhiều bịch khôi nhất là hơn 10.000 bịch khôi. Cái nhóm mà phân phối sớm thứ nhì nghĩa là khoảng chừng cuối tháng 12 đó chính là cái nhóm địa chỉ ví mà có dưới một bịch khôi các bạn. Rồi sau đó là nhóm địa chỉ ví có từ 1 đến 10. Nói chung chúng ta thấy được là những cá voi cực lớn họ đã có cái quyết định là rời khỏi thị trường này phân phối cái số lượng bịch khôi đó. Không biết là bao nhiêu các bạn, chúng ta chỉ biết là họ có phân phối một số lượng Bitcoin mà thôi. Cái mà chúng ta không biết rõ ở đây là cái số lượng Bitcoin được phân phối hay tích lũy được bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết là có Bitcoin rời khỏi. Nhưng mà họ là cái nhóm sớm nhất các bạn qua những giữa tháng 12. Rồi sau đó tôi nghĩ là cái nhóm dưới một Bitcoin này đại diện cho rất là nhiều những nhà đầu tư thông thường. Họ cũng đã bắt đầu phân phối khoảng chừng là cuối tháng 12 các bạn. Rồi tới đó là 1 tới 10. Rồi tới 10 tới 100 Bitcoin. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái nhóm bên trên này từ 1.000 tới 10.000 Bitcoin đó thì họ vẫn tích lũy mãi cho đến thời gian gần đây bắt đầu chúng ta mới thấy dấu hiệu là phân phối các bạn chuyển thành màu cam như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà cái nhóm này cái nhóm mà chúng ta thấy là có từ 100 tới 1.000 Bitcoin đó thì vẫn đang rất là xanh hiện tại có nghĩa là cái nhóm này bây giờ vẫn là tích lũy các bạn tất cả những nhóm khác đó thì đều đang phân phối ngoài trừ cái nhóm từ 10 tới 100 Bitcoin tại sao không biết các bạn các bạn nghĩ tại sao thì có thể comment ở bên dưới chúng ta chỉ biết đó là cái hiện tượng hiện tại mà thôi thì chúng ta cũng đã nói tới à, lý do tại sao chúng ta thấy giá cả có cái sự đi xuống gần đây thì dựa theo tài liệu on chain chúng ta cũng đã thấy là có một số người chốt lời dựa theo những cái dữ liệu phần trăm Bitcoin có lời hay là chúng ta nhìn thấy được là những dữ liệu liên quan đến những cái thợ đạo thì cũng cho thấy thợ đạo cũng đang có dấu hiệu bán có thể là họ bán trước khi mà có bitcoin haven để có thể có một số tiền dự trữ để họ có thể là qua được cái bitcoin haven đó chờ đợi bịt khô tăng giá thì hôm nay chúng ta nhìn vào cái biểu đồ hitmap này cũng cho thấy có hầu hết tất cả mọi người đang có dấu hiệu phân phối ngoại trừ cái nhóm này mà thôi từ 100 cho đến 1.000 Bitcoin đó là cái dữ liệu hitmap tôi muốn chia sẻ với các bạn nói chung đó thì Thuận vẫn đang tiếp tục chờ đợi xem coi là sau khi mọi thứ đã ổn định lại trên thị trường Bitcoin Spot ETF thì chúng ta muốn xem coi là thị trường OTC có bao nhiêu Bitcoin mà có thể cung cấp cho những cái công ty phố wall như vậy chúng ta có thể nhìn thấy được là tốc độ này đã cực kỳ kinh khủng khi mà chúng ta nói tới cái con số là trong vòng chỉ vài ngày thôi mà chúng ta đã nói tới cái con số tích lũy nó lên đến tổng cộng là chúng ta thấy là ba mươi mấy ngàn bịch chỉ trong vòng ba ngày mà thôi cái con số này các bạn có nghĩ đi mỗi một ngày chỉ có 900 bịch được đào ra mà thôi còn lại là chúng ta sẽ thấy là họ phải lên trên sàn OTC để mà mua và đương nhiên những người mà đào Bitcoin đã không phải họ đào bao nhiêu bán bao, bao nhiêu rồi các bạn sẽ có nhiều người họ sẽ tích lũy Bitcoin của mình chứ không phải là bán rất nhiều những cái công ty đào họ làm như vậy cho nên không phải là họ sẽ bán hết tất cả cái số lượng Bitcoin họ có trong tay thì nếu như chúng ta chỉ tính ở trên OTC với tốc độ này khoảng chừng là hơn một tháng sau không lẽ họ sẽ lưu trữ lên tới là hơn ba trăm mấy chục ngàn Bitcoin các bạn ở trên sàn otc có đủ bitcoin gì hay là không đó là điều mà nhiều người đang chờ đợi các bạn và tôi nghĩ là không được các bạn sớm muộn gì cái lực mua từ phố war cũng phải lấn qua trên thị trường spot đó là cái gì cơ thuận các bạn nghĩ sao có thể comment ở bên dưới đó là những gì liên quan tới bitcoin spot etf à, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua Nói tới một số những cái thông tin thú vị khác các bạn chúng ta có một cái thông báo đến từ Thái Lan SEC các bạn nghĩa là Ủy ban chứng khoán và giao dịch SEC của Thái Lan và họ cũng đã tuyên bố là họ không có chính sách cho phép các công ty chứng khoán thành lập quỹ Bitcoin Spot ETF có nghĩa là đừng có nghĩ đến việc sẽ có Bitcoin Spot ETF ở Thái Lan họ không có chính sách đó hiện bây giờ các bạn thì Gary đã có nơi để đi sau khi mà ông rời khỏi chức vụ chủ tịch SEC rồi các bạn Thái Lan nghe như là một nơi rất tốt cho ông <laughs> cùng quan điểm <laughs> với lại Gary Gensler. Và nói tới SEC đó thì uh, Fox Business News Eleanor Therese cũng đã thông báo là văn phòng tổng thanh tra đã chính thức mở cuộc điều tra vụ hát tài khoản X của SEC. Điều mà các bạn nên hiểu đây đó là cho dù họ thực sự lại bị hát đi nữa thì họ vẫn phải có trách nhiệm tại vì chúng ta đã thấy được là sec là một trong những đơn vị mà họ quản lý những cái công ty trong thị trường tài chính và đặc biệt họ cũng quản lý luôn cái phần liên quan tới là an ninh mạng mà ngược lại tài khoản x của sec lại bị hacker tấn công chỉ vì không có xác nhận hay yếu tố các bạn đây sẽ là một cái hành vi mà tôi nghĩ là cần phải có một ai đó chịu trách nhiệm nhưng mà chúng ta hãy chờ xem coi là văn phòng tổng thanh tra điều tra rồi kết quả ra sao lúc đó thì sẽ chia sẻ với các bạn nhưng mà như thường đã nói đó chuyện tài khoản X bị hack không có dễ dàng được bỏ qua như vậy đâu nhất là đối với thời điểm bây giờ khi mà có rất nhiều người không thích Gary Gensler thì họ sẽ nhân cơ hội này để mà điều tra SEC các bạn và chúng ta cũng đang có một cái hội nghị lớn diễn ra đó chính là diễn đàn kinh tế thế giới các bạn và nó đang diễn ra ở Davos ở Switzerland nghĩa là Thụy Sĩ thì đây là một cái hội nghị mà chúng ta thấy được là tổ chức hàng năm và có rất là nhiều những người nổi tiếng trong thị trường tài chính như là chúng ta nhìn thấy là tỷ phú uh, Ray Dalio của Bridgewater Associates cũng đã được mời đến và có rất nhiều những cái nhân vật lãnh đạo của những quốc gia cũng đang ở Davos hiện tại. Thì năm nào cũng vậy các bạn, chúng ta thấy là mọi người sẽ có những cuộc phỏng vấn như là CNBC ngày hôm nay đã phỏng vấn vài người và trong đó có tỷ phú Reid thì Bridgewater Associates là một trong những cái công ty đầu tư rất thành công các bạn. Nói chung đó là nếu nói tới độ thành công thì có thể đây là công ty đầu tư tư nhân thành công nhất ở trên thị trường chứng khoán. Và Reid Dalio chia sẻ rất là nhiều à, những cái quan điểm của ông cho những mạng xã hội như bạn cũng đã biết rồi thì hôm nay đó cbc đã hỏi riedalio trump hay là biden thắng kiện nhiệm kỳ thứ hai thì ai sẽ tốt hơn cho thị trường thì có thể làm nhiều người bất ngờ khi mà riedalio nói là cả hai đều là mối đe dọa cho thị trường mối lo lớn nhất của chúng ta không phải là ai sẽ thắng mà liệu phía bên kia có chấp nhận quyết định của cuộc bầu cử hay là không. Điều này sẽ tiếp tục gây ra cái sự chia rẽ trong chính phủ Hoa Kỳ và điều này nó không tốt cho thị trường. Mọi người nên có một danh mục đầu tư trung lập để mà chuẩn bị. Có nghĩa là Ridalio nói sau cuộc bầu cử đó thì thị trường sẽ rất là dao động. Ông nghĩ bất cứ một trong hai người này ai thắng đó, thì thị trường cũng sẽ có nhiều cái sự dao động và một nhà đầu tư thông thường thì nên có một cái sự cân bằng ở trong cái danh mục đầu tư thì đối với ông có nghĩa là cần phải đa dạng hóa chứ đừng có nghiêng về quá nhiều về một mảng nào hết tại vì đối với ông nên nếu như mà hai người này sẽ là hai người đứng ra để mà ứng cử cho đảng của họ thì sẽ có nhiều sóng gió xảy ra và ngày hôm qua, Thùng cũng đã chia sẻ một chút xíu suy nghĩ của mình liên quan đến tình hình của bầu cử ở Hoa Kỳ các bạn. Thì cái update mới nhất sau khi mà Thùng chia sẻ ngày hôm qua đó là Vivek Rasawami đã chính thức rời khỏi cuộc đua rồi các bạn. Và Vivek đã kêu gọi những người ủng hộ mình chuyển qua ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta chỉ mới bắt đầu những dòng sơ bộ mà thôi khi nào mà có thông tin thường chia sẻ với các bạn. Tại vì đợt bầu cử này nó sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với crypto lớn hơn là đợt bầu cử trước đó. Nhưng mà cũng là ở cái hội nghị Davos này chúng ta cũng đang nghe một người khác nữa chia sẻ và ông đã lặp lại một điều mà ông đã từng nói trước đây và nó cũng rất là quan trọng với crypto các bạn. Đó chính là CEO của công ty đầu tư Cantor Fitzgerald. Thì Cantor Fitzgerald cũng là một trong những công ty trung gian cho những quỹ Bitcoin Smart ETF nhưng mà họ cũng là công ty kiểm tra và lưu trữ tiền cho Tether các bạn. Và một lần nữa giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, ông đã nói là tiền dự trữ của Tether đã được kiểm tra và họ là người lưu trữ quỹ cho Tether. Và ông nói là họ có số tiền mà họ nói họ có nghĩa là ông đang nói tới Tether. Luôn có rất nhiều lời đồn là Tether có tiền hay là không có tiền. Và tôi ở đây nói với lại mọi người là chúng tôi đã xác nhận là họ có cái số tiền dự trữ. Và đó chính là cái sự phát biểu đến từ CEO Howard Lutnick. Có nghĩa là ông nói Tether có cái số lượng ở trên thị trường. Chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số vốn hóa của Tether là 95 tỷ. Thì ông nói là cái số lượng tiền dự trữ của Tether, thường nhớ là ông nói là hơn 3 tỷ con số này. Nghĩa là có khoảng chừng 98 tỷ đô la mà chính công ty Cantor Fitzgerald đã xác nhận các bạn. Có đáng tin hay không thì chúng ta đã thấy được là trong vòng bao nhiêu năm qua đó trước đây thì Tether chỉ sử dụng những công ty kiểm toán mà ít ai biết đến cho nên cái độ chính xác của những cái bài kiểm toán đó người ta cũng không có tin tưởng các bạn nhưng mà sau khi mà chúng ta thấy Tether đã có cái vụ kiện với New York sau đó đã chấp nhận đóng phạt và sau đó công ty Tether cũng đã chấp nhận là mỗi một quý sẽ đưa ra một cái bài kiểm toán đến từ một công ty kiểm toán mà có tiếng tâm và thường nhớ là họ đã mướn cái công ty kiểm toán lớn thứ năm trên thế giới thì sau đó cái lòng tin mọi người cũng đã tăng lên một chút các bạn nhưng mà bây giờ chúng ta lại có thêm Cantor Fitzgerald đã đứng ra xác nhận như vậy đó thì có thể lại tăng thêm một chút xíu nữa nhưng mà cũng không thể tin tưởng hoàn toàn đâu các bạn mọi thứ giống như là được nói đến bởi Ken Fitzgerald là những gì mà ông thấy là gì mà Tether chia sẻ dòng thì ông cũng chỉ có thể xác nhận dựa theo những gì mà Tether chia sẻ dòng mà thôi. Cho nên các bạn cũng nên cẩn thận. Tether là một đồng mà cần thiết trong thị trường này các bạn. Nói chung đó, thì như thường chia sẻ nhiều lần, nếu như mà trở về năm 2017 mà các bạn nói với thuận là năm sáu năm sau Tether vẫn là đồng stablecoin lớn nhất trên thị trường mà thậm chí vốn hóa ngày càng lớn lên tầm ảnh hưởng càng ngày càng nhiều thì thường không có không tin đâu các bạn tôi nghĩ là đến một lúc nào đó sẽ có một công ty khác thay thế Tether tại vì Tether đã có biết là bao nhiêu những cái first từ mấy năm qua các bạn luôn là một câu hỏi Tether có đủ tiền hay là không thì một trong những cái giả thuyết mà được nhiều người cho là cũng có khả năng đó chính là có một lúc nào đó có thể là Tether thực sự không có đủ tài sản để mà đảm bảo cái số lượng Tether trên thị trường nhưng mà họ đã in USDT rồi sau đó họ đã thông qua sàn Bitfinex tại vì hai công ty đó là cùng một công ty mẹ là iFinex thì họ đã bơm USDT lên trên sàn Bitfinex dùng đó để mà thua Bitcoin và cuối cùng họ đã có được lợi nhuận và cái lợi nhuận Bitcoin đó đã bù được cái lỗ hổng của Tether cho nên có khả năng là ở một thời điểm nào đó trước đây Tether không có đủ tiền để đảm bảo cái số lượng USDT thị trường nhưng mà bây giờ họ đã có đủ tiền hay là tài sản để đảm bảo đó là một cái giả thuyết mà nhiều người nói đến tại vì các bạn nên biết là bao nhiêu năm qua biết bao nhiêu những chính phủ hay là những đơn vị như là New York đã điều tra Tether cuối cùng đó thì Tether cũng chỉ đóng phạt mà thôi chứ không có một cái thông tin chính xác gì là Tether có một lỗ hỏng và trong những thời điểm này nhạy cảm nhất năm 2022 các bạn đã nhớ lúc đó nó nhiều người rút tiền ra khỏi các dịch vụ và các sàn Tại vì chúng ta thấy cái sự sụp đổ của nhiều công ty như là chúng ta nói tới là công ty Voyager, công ty Celsius, công ty BlockFi, FTX vân vân Thì đương nhiên nhiều người cũng rút tiền ra khỏi Tether các bạn. Thường nhớ là trong thời gian 2-3 ngày rút tới mười mấy tỷ thì Tether vẫn trả đủ mười mấy tỷ đó. Như thường đã chia sẻ chúng ta chỉ biết tới đó mà thôi. Nếu như mà còn rút nữa thì có đủ tiền trả hay không thì đâu ai biết được các bạn. Và những gì được chia sẻ bởi Canton Fitzgerald thì cũng là củng cố thêm lòng tin đã có trong thị trường một chút mà thôi chứ còn nếu nói là tin tưởng hoàn toàn để thì thuận vẫn không tin tưởng hoàn toàn đâu các bạn nhiều bạn thuận là thuận đang lưu trữ tiền mặt như thế nào thì thuận lưu trữ thuận chia ra các bạn một phần là tiền mặt một phần là USDC một phần là USDT trước đây đã thuận chỉ lưu trữ đồng circle USDC mà thôi nhưng mà sau cái sự kiện hồi tháng 3 năm ngoái đó thì các bạn thấy được là trên thế giới này thực sự không thể nói trước được điều gì hết các bạn. Ai cũng nghĩ là Tether sẽ đi peg nhưng mà cuối cùng USDC lại bị đi peg các bạn trong cái sự kiện của ngân hàng sụp đổ của tháng 3 năm ngoái khi mà nhiều người sợ là cái số tiền 3 tỷ gì đó ở trong ngân hàng thu nhớ là Silicon Valley Bank sẽ không lấy được cho nên dẫn đến nhiều người rút ra khỏi USDC khiến cho nó bị đi peg các bạn. Cái thông tin kế tiếp Thường muốn chia sẻ Đó là một cái tin tức Mà nhiều bạn hỏi Thuận Liên quan đến là Ở Hoa Kỳ Đó có phải là Chúng ta phải bắt đầu Công bố danh tính Khi mà các bạn nhận được Hơn 10.000 đô la crypto Hay là không Thì đây là một cái điều Thường đã từng chia sẻ trước đây Cái luật này Nó cũng không có Thể áp dụng được Với tiền crypto đó các bạn Tại vì Giống như là Thuận nhận được 10 000 đô hay là 11.000 đô đến từ một ai đó thì không lẽ thường hỏi là bây giờ là anh tên gì anh đi chỉ số mấy rồi anh cho biết những cái thông tin cá nhân của anh để tôi có thể khai báo với lại cục thuế Hoa Kỳ nhưng mà người đó có thể là sẽ không cung cấp các bạn thì làm sao thuận có thể là khai thuế được hay là người đó không phải là công dân của Hoa Kỳ thì cũng không có nghĩa dù gì để mà cung cấp thông tin đó cho thuận Đây là một cái luật mà rất khó để có thể áp dụng được và đó là tôi nói tới là thuận nhận được từ một ai đó chứ còn nếu chúng ta nói tới một thợ đào hay là các bạn tham gia vào staking thì làm sao các bạn có thể biết đứng sau lưng cái giao dịch đó là ai các bạn thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là ở trên trang chính của cục thuế hoa kỳ irs họ cũng đã đưa ra một cái thông báo ngắn và chủ yếu đó họ nói là cái quy tắc irs yêu cầu báo cáo mọi giao dịch chuyển crypto trên 10.000 đô la usd thì họ nói là cái nghĩa vụ báo cáo các giao dịch crypto trong đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng và việc làm yêu cầu bộ tài chính phải ban hành quy định trước khi mà nó có hiệu lực có nghĩa là bây giờ đó họ sẽ không có áp dụng cái luật này đó là điều mà thuận hiểu hiện tại nhưng mà thuận không phải là luật sư cũng không phải là nhân viên thuế cho nên thuận sĩ có thể chia sẻ những gì mà thuận đọc ở trên trang web chính thức của IIS mà thôi nhưng mà Jerry Brito từ Center cũng đã nói là trong đạo luật không có đề cập đến cái việc là bộ tài chính phải ban hành quy định trước khi mà cái phần này có hiệu lực cho nên rất là khó hiểu nhưng mà đây cũng tạm thời coi như là một chiến thắng trong thị trường crypto này không cần phải báo cáo hiện bây giờ đó chính là điều mà IS đã chia sẻ ngày hôm nay với tất cả mọi người và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là thú vị đến từ tòa án Hoa Kỳ các bạn. Thì một cái tòa án liên bang ở Hoa Kỳ đã chấp nhận tính hợp lệ của việc sử dụng thông tin có trong giao dịch Bitcoin để mà thông báo cho bị cáo về một cái vụ kiện dân sự. Đây là trường hợp đầu tiên mà phương pháp này được chấp nhận có thể giúp giải quyết hàng trăm dự án trộm crypto khi mà không biết danh tính của bị cáo là như thế nào. Thì để các bạn hiểu rõ hơn đó là ở Hoa Kỳ thì trong một cái vụ kiện dân sự, người bị kiện và nhận được giấy tờ từ người đi kiện tại vì nếu như mà cái người bị kiện không nhận được giấy tờ thì họ không biết là họ đang bị kiện thì làm sao họ biết là khi nào phải ra tòa và phải chuẩn bị như thế nào nhưng mà trong trường hợp mà có một người ẩn danh nào đó hầu hết các trường hợp các bạn chúng ta không biết người đó là ai, lấy cấp tiền của bạn thì làm sao bạn biết người đó là ai mà gửi giấy tờ kiện đến cho họ. Nhưng mà có một cái giải pháp bây giờ, người ta nói là có thể sử dụng giao dịch Bitcoin rồi các bạn có thể inscript, có nghĩa là các bạn có thể là ghi chú giống như chúng ta đã nói tới những cái giống như là inscription thì ghi chú trên giao dịch đó tại vì các bạn biết cái số lượng Bitcoin đó khi bị đánh cắp thì nó gửi tới địa chỉ nào, các bạn có thể gửi đến địa chỉ đó để cho cái bị cáo biết là họ đang bị kiện và những thông tin cần thiết từ tòa án thì cái này cũng coi như là hợp pháp dựa theo tòa án ở Hoa Kỳ hiện tại. Đương nhiên đây chỉ là cái ý kiến của một tòa án Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà nói thuần nên thì cái này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái này nó cũng rất là khó hiểu các bạn. Tại vì khi các bạn bị hát rồi thì đương nhiên trong cái ví đó có thể là các bạn không còn đồng nào nữa thì các bạn phải gửi từ một cái ví khác thì làm sao cái hát cờ đó biết đó là bạn đó là điều đầu tiên thứ nhì nữa là chúng ta làm sao biết được cái hát cờ đó có phải là người hoa kỳ hay là không đương nhiên người hoa kỳ có thể kiện người bên ngoài hoa kỳ nhưng mà nó phức tạp hơn và nếu như mà cái người đó mãi không xuất hiện thì như thế nào thường chỉ nghĩ là cái này nó có cái ý nghĩa theo cái trình tự toán mà thôi tại vì nếu như mà cái người mà ăn cắp tiền các bạn đã biết là bạn đã nộp đơn kiện rồi mà cố tình không tuân theo cái quy định tòa án thì có thể là sẽ áp dụng những cái biện pháp kế tiếp nặng hơn cho người đó đó là cái suy nghĩ của thằng mà thôi nhưng mà cái này nó cũng khá là thú vị các bạn càng ngày chúng ta càng thấy là có nhiều cách sử dụng crypto mà chúng ta không ngờ đến chúng ta cũng có một cái bài được chia sẻ bởi bitcoin archive thì uh, chúng ta thấy được là có một cái công ty mà họ sử dụng công ty stripe này đây là một công ty mà các bạn có thể đăng ký uh, để họ hỗ trợ các bạn trong việc thanh toán online vân vân thì đây là một công ty mà cung cấp dịch vụ đó nhưng mà không biết tại sao họ nói là họ sẽ không cung cấp dịch vụ nếu như mà bạn là một cái công ty mà bán những cái máy đào không biết tại sao mà họ lại có cái sự phân biệt đó với lại những cái doanh nghiệp liên quan đến crypto Giống như trong cái cuộc trò chuyện này là đến từ BitSaga Thì ở bên công ty Stripe nói là BitSaga có tiếp tục bán những cái máy đào Bitcoin nữa hay không Nếu tiếp tục thì họ không thể hỗ trợ công ty BitSaga này nữa Không hiểu tại sao luôn các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới thị trường tài chính truyền thống đi hôm nay kết thúc ra sao Thì chúng ta nhìn thấy được là thị trường chứng khoán ngày hôm nay kết thúc là một màu đỏ các bạn Tuy là không đỏ lắm nhưng mà chúng ta vẫn thấy là Dow Jones đã có cái sự giảm xuống 0.62% S&P 500 là 0.37% và Nasdaq là 0.19% pre-market thì bây giờ đó thì vẫn đang đỏ hiện tại các bạn. Nói chung là chứng khoán đã bắt đầu tuần này là một màu đỏ và chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu thì vẫn ở mức gọi là thấp các bạn, 71 đô 80 cent hợp đồng của vàng đó thì ở mức là 2027 đô thì thấp hơn một chút so với lại cách đây vài ngày. Về tin tức đó thì chúng ta có lời phát biểu ngày hôm nay của thống đốc Chris Waller các bạn và chúng ta cũng đã biết là trong tuần này sẽ có rất nhiều rất nhiều những quan chức của Fed phát biểu nhất là bắt đầu ngày mai nhưng mà hôm nay chúng ta cũng thấy được là thống đốc Waller một trong những người cũng thường hay hawkers các bạn thường hay diều hâu trong thị trường này nhưng mà ông cũng đã phát biểu là ngay bây giờ đó thì cái phần trăm lạm phát đã rất là gần cái phần trăm lạm phát mà Fed muốn là khoảng chừng phần trăm nhưng mà ngay bây giờ đó thì Fed vẫn chưa có hấp tấp để giảm lãi suất hiện bây giờ đâu. Các bạn thấy được là mọi người bây giờ đã ít ra bắt đầu từ Fat Waller thì cái giọng điệu nó cũng đã dịu hơn một chút rồi. Các bạn thấy được là những cái từ ngữ như là within striking distance nghĩa là còn rất gần nữa là có thể trở về 2%. Nhưng mà không nói là sẽ tăng nữa hay gì hết chỉ nói là không có hấp tấp để mà giảm lãi suất nhưng mà chúng ta cần phải nghe những cái lời phát biểu đến từ chủ tịch John Powell khoảng chừng 2 tuần nữa nhưng mà trong vòng vài ngày tới sẽ có nhiều lời phát biểu hơn đến từ những quan chức của Fed Tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được tình hình chung và chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Trung Quốc các bạn thì chúng ta thấy được là Trung Quốc năm vừa rồi đó thì GDP vẫn tăng trưởng nhưng mà chúng ta thấy là quý 4 đã thấp hơn kỳ vọng và tổng năm 2023 GDP của Trung Quốc là 5,2%. Chúng ta vẫn chưa biết GDP của Hoa Kỳ thống kê cho năm ngoái là bao nhiêu. Khi nào có thì chia sẻ với các bạn. Nhưng mà vẫn là một cái sự tăng trưởng, chỉ là tăng trưởng chậm hơn mà thôi. Như một điều khác nữa là, là cục thống kê quốc gia của Trung Quốc cho biết là nếu như mà không tính những người còn đang đi học thì tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ từ 16 đến 24 tuổi là gần 15% các bạn, 14,9%. Tỷ lệ này đã có lúc cao hơn cả 20% dẫn tới việc là tạm thời ngừng công bố tỷ lệ này vào hè năm ngoái để đánh giá lại phương pháp tính toán. Một điều các bạn cũng đã nhớ là năm ngoái là năm mà Trung Quốc hầu như đi ngược lại với thế giới các bạn phần lớn là vẫn tiếp tục siết chặt nhưng mà ở Trung Quốc đó, thì sau dịch bệnh tình hình kinh tế cũng rất là chậm các bạn và sau đây chúng ta cũng có là những cái cú sốc liên quan đến bất động sản ở Trung Quốc chúng ta nói tới rất nhiều liên quan tới Evergrande vân vân thì chúng ta thấy được Trung Quốc cũng đã bơm rất là nhiều cái gói hỗ trợ vào trong thị trường cũng giống như là là tiếp tục giảm lãi suất các bạn để kích thích nền kinh tế của Trung Quốc và chúng ta nhìn thấy được là cái sự tăng trưởng 5.2% đó là kết quả của tất cả những nỗ lực đó và ở Trung Quốc đó, thì hiện bây giờ họ không có lo sợ lạm phát mà ngược lại họ sợ giảm phát các bạn giảm phát nghĩa là ngược lại với lạm phát lạm phát mặt hàng càng ngày càng cao hơn tại vì chúng ta thấy đã tiền mất giá giảm phát nghĩa là giá mặt hàng càng ngày càng giảm xuống thì mới nghe giống như giảm phát nó tốt hơn lạm phát nhưng mà không phải các bạn giảm phát nó còn tệ hơn cái lạm phát tại vì giảm phát nghĩa là người dân không chi tiêu các bạn không mua hàng hóa dẫn đến hàng hóa phải giảm giá và đó là dấu hiệu của nền kinh tế đang chậm lại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Alineax, Binance và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn